Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn sáng. Đến Hội An thì chúng ta không thể bỏ qua điểm tâm sáng bánh mì Phượng. Mình đang đứng trước cửa của tiệm bánh mì Phượng này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình order bánh mì ha. Đây là trong tiệm này các bạn. Mọi người đứng sắp hàng, gọi món, order, tính tiền. Mua bánh mì Phượng ở bên đây ha, sắp hàng chờ cũng có 15 phút có. Bây giờ mình ra đây nè, ngay trước cửa luôn chỗ bánh mì đó, nó có chỗ cho thuê xe đạp để đạp, một chiếc là 50k. Nhà mình đang mặc cả để thuê, tổng cộng là thuê 3 chiếc, hai đứa con mỗi đứa một chiếc, hai vợ chồng một chiếc. Bây giờ mình thuê xe, mình chạy đi đến cái chỗ nào có quán cà phê view đẹp đẹp á, mình vô đó mình ngồi mình ăn. Có một bạn nè, bạn đã đói và bạn ăn trước luôn nè các bạn. Dừng xe đi vô quán cà phê uống nè các bạn. Sau khi ăn sáng uống cà phê, bây giờ nhà mình bắt đầu chuyến hành trình dạo phố cổ Hội An bằng xe đạp nha các bạn. Hai bạn nhỏ đang đạp xe bon bon phía trước nè. Vô đây mát rồi nè. Phố cổ. Sếp ơi, sếp à, quay lại cho mẹ mua cái nón. Lúc trước mình ngồi đây nè. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi các bạn. 8 giờ 30 rồi. Du khách người ta ngồi thưởng thức cà phê. Cà phê ven sông trong phố cổ. Ở đây người ta thuê xe đạp, người ta đi nhiều mà các bạn. Đó, xe điện người ta tham quan, người ta đi xe điện các bạn. Là mua vé ta đi xe điện, còn mình để thuê xe đạp.
rồi nha các bạn. Một chiếc mũ nói giá là 80k, mình trả còn 50, 40 không bán. Mũ tai bèo. Cà phê Highland nè. Mà cũng view Hội An luôn. Đổ phải xuống đây, sếp ơi, đổ phải xuống lại. Đổ phải xuống chưa? Cao lầu cơm gà. Cao lầu là món đặc sản ở ngoài Quảng Nam, cũng giống như hủ tiếu khô Vĩnh Châu vậy đó các bạn. Mình chạy một hồi mình ra tới bờ sông rồi nha các bạn. Bờ sông buổi tối là người ta đi du thuyền ở đây nè. Chưa Nhật làm không? À, mình ra bờ sông cho nó mát này các bạn. Phần đi. Lên cầu lên phần đi. Đèn lồng hả? Cái khu này ban đêm là sầm uất vô cùng luôn nha các bạn. Rất là nhiều du khách. À, hồi Tết mình đi đến đây vào buổi tối á. Du khách và đặc biệt là du khách Tây. Họ vui chơi ở đây rất nhiều và đi du thuyền trên đây nè. Ở những cái quán ở bên đây là những cái quán mà mở nhạc rất là sôi động và họ vui chơi ca hát nhảy múa ở bên đây nè. Nhưng mà hôm nay mình đến vào ban ngày, buổi sáng 8 giờ rưỡi. Cho nên cái khu này hoạt động về đêm ban ngày nó hơi trầm lắng nha các bạn. Nói chung là đến với Hội An lần này là mình đến lần thứ tư rồi. Và gần nhất trong năm nay là tháng 2, cuối tháng 2 dương lịch mình đến. Và ban đêm, và bây giờ thì giữa tháng 6 dương lịch mình đến vào ban ngày buổi sáng. Hôm nay mình ăn sáng uống cà phê tại phố cổ Hội An. Những cái tàu này buổi tối đi trên sông nè. Có đèn, thả đèn ở trên đây nè, rất là đẹp. Du khách họ đi chụp hình. Nãy giờ mình đi mình gặp được mấy cặp cô dâu chú rể họ đi chụp ảnh cưới album ở đây á. Đây là cái đèn nhà mình. Bây giờ mình qua cái cầu đi bắc ngang sông Thu Bồn để mình qua cái khu phố bên đây nha. Khu phố bên đây là khu phố sầm uất về đêm. Khu vui chơi. Spa rất là nhiều ha các bạn. Mình đã từng vô một cái chỗ spa để chăm sóc rất là thoải mái. Đây là buổi tối thì cũng bán đồ trong đây nè, nhưng mà ban ngày thì rất dọn. Tông túi mà mình đang đạp xe nè các bạn. Chụp đèn lồng rồi chụp ở đây. Rồi rẽ phải luôn qua cầu. Đi cặp mé sông lại. Thank you.
lên trước đây. Wow, thầy giấc. Sức đạp xe hơi bị điêu luyện ạ. Bây giờ đến một cái chỗ rất là mát mẻ nha các bạn. Dừng chân lại đây nghỉ ngơi chút xíu. Nãy giờ đạp xe hơi bị nắng, hơi bị nóng và hơi bị mệt rồi đó. Lấy một con à, mua cái con chim nè. Một con này là 30k. Ừ, sách à. Thì nó quay với ấy. Thanh niên lần đầu chơi đã không thành công. Đâu mất à? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nên làm một cú ngoạn mục rồi. Sao? Lượn dữ. Đấy. Và tập thành mấy lần mới được chứ. Mình đang đứng lại trước hai cái cửa hàng. Mà buổi tối người ta mới hoạt động cho nên buổi sáng á, người ta đóng cửa nè. Không có ai làm phiền cho nên mình đứng mình quay ở đây. Còn mấy quán kia thì đông người lắm. Đứng ở ngay cái chỗ ngã ba, người ta qua lại ngã tư vậy, có mấy cái hẻm nhỏ nhỏ, từ bên đây người ta đâm qua, từ trong đây người ta đi ra. Chỗ này khá là mát nha, nên mình đứng đây mình quay. Du khách bây giờ đã đến rất là đông rồi. Hồi sáng mình lại tới đây 7 giờ thì ít người lắm. Bây giờ là ngay giờ người ta đi tham quan này nè các bạn. Có xích lô. Giờ mình dừng lại chỗ nước mót ở trong phố cổ Hội An để mua nước uống nha các bạn.
Bà đi nấu bốn anh hai đi chưa?